Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn. Trang sức đá thạch anh từ lâu đã được rất nhiều người ưa chuộng bởi nó không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa tích cực về cả mặt sức khỏe lẫn tinh thần. Vậy, ý nghĩa của loại trang sức này là gì? Giá của chúng ra sao? Hãy cùng nhà sàn tìm hiểu trong video này nhé! Ý nghĩa của trang sức đá phong thủy. Mang vẻ đẹp, thể hiện tính thẩm mỹ. Cũng như các sản phẩm trang sức khác, trang sức làm từ đá phong thủy cũng có nhiều đặc điểm và đa dạng mẫu mã khác nhau. Mỗi sản phẩm sẽ thể hiện được những nét đẹp khác nhau và thể hiện được tính thẩm mỹ của mỗi người. Đá phong thủy sẽ tạo ra được các loại trang sức có nhiều màu sắc, bộc lộ được nhiều cá tính và phù hợp với nhiều loại trang phục. Mang nhiều ý niệm tốt đẹp. Đá phong thủy luôn được xem như là món đồ chứa nhiều may mắn về tài lộc, công danh, tình duyên, sức khỏe. Chính vì vậy, trang sức phong thủy luôn được nhìn nhận như một lá bùa may mắn, thu hút nhiều điều tốt đẹp cho người sử dụng. Mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài việc được xem như thu hút nhiều tài lộc, may mắn, những món đồ được làm từ đá phong thủy cũng có những quan niệm có lợi về sức khỏe. Người châu Á quan niệm rằng đá phong thủy sẽ chứa được năng lực xua đuổi những điều xấu, xua đuổi tà ma, xua tan gió độc, bệnh tật. Từ đây, các sản phẩm trang sức đá phong thủy càng được ưa chuộng và thu hút nhiều người sử dụng hơn. Nếu bạn chưa biết nên chọn trang sức như thế nào phù hợp, bạn có thể tham khảo video Cách chọn trang sức đá thạch anh phù hợp mà nhà sàn đã chia sẻ trong video trước. Trang sức đá thạch anh có giá bao nhiêu? Hiện nay, các loại trang sức đá thạch anh có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy vào độ hiếm của loại đá làm ra nó. Mỗi sản phẩm sẽ có những kích thước và giá thành khác nhau. Để biết rõ nhất giá trang sức đá thạch anh phong thủy, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0903 097 626 để được nhà sàn tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, cũng như có thể hỗ trợ bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất. Hoặc bạn có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả để xem chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Hy vọng những thông tin nhà sàn cung cấp đã giúp ích được nhiều cho bạn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các video sau nhé.